Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến quý khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp. Nằm trên trục đường cây châm cũ, này là thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như cặp nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m6 và nở hậu 5m3, cũng như chiều dài căn nhà mình lên đến 10m và được anh chịu nhà đúc kiên cố 1 trệt 1 lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có tới 3 phòng ngủ chính cũng như 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông và được anh chị nhà thiết kế cho mình có những cái vòm tròn trang trí rất là đẹp, và lan can thì mình được làm bằng sắt, cùng đó là hệ thống đèn chiếu sáng trang trí rất là đẹp. Mình có những mảng tường được ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp, cùng đó là hệ thống đèn chiếu sáng rất là lung linh. Và với cặp nhà đã được các chị nhà full nội thất tặng kèm trước khi hàng mua căn nhà này, thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị nhà để lại hết cho cái chàng. Và với căn nhà nằm trên một con hẻm rất là rộng, hẻm xe hơi xe tải có thể di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, cũng như đang được các hộ gia đình trải nhựa. Với căn nhà nằm rất là gần với lại công viên làng hoa, chỉ cách công viên làng hoa tầm cỡ khoảng độ 100m đi bộ thôi, thuận tiện đích hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như là mình mua để nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Với con đường ở phía trước rất là rộng, đang được các hộ gia đình cũng như là anh chị trải nhựa lại. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu chàng về một căn nhà chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu thôi, quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp này. Thì căn nhà mình được bao bọc cũng như là thiết kế với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình có thêm một bộ cửa bên trong được làm bằng nhôm sinfa kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà, thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được anh chị nhà thiết kế cũng như trang trí cho mình những cái hoa văn rất là đẹp. Và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng. Và căn nhà mình thì được thiết kế khu vực ở dưới tầng trệt anh chị thì thiết kế để mình để xe và làm phòng khách. Không gian phòng bếp thì đã được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà rồi, cho nên khu vực ở dưới tầng trệt rất là thoáng và rất là mát. Phía bên trong được anh chị thiết kế cho mình có một bộ bàn ghế sofa kệ để tivi, và hai bên tường cũng được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là đẹp. Và với căn nhà được thiết kế hệ thống điện thông minh, có thể bật tắt rất là tiện lợi mỗi khi mình đi du lịch hoặc là mình đi xa rất là thuận tiện. Và đây là khu vực nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt của căn nhà để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực gara để xe ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng khách, phòng bếp tầng lửng của căn nhà để giới thiệu cho hàng về một căn nhà được anh chị nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp này. Thì khu vực không gian phòng bếp tầng lửng thì mình sẽ có một bộ bàn ăn, 4 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như hai bên tường thì được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất đẹp, cùng đó hệ thống đèn chiếu sáng. Và không gian phòng bếp căn nhà thì tủ bếp, hệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương với tông màu sọc trắng, cũng như bên trong thì mình có đầy đủ nội thất như mình có một cái máy lạnh tặng kèm, một cái máy đông đếm gạo và những cái kệ để chén bát và lavabo để rửa chén bát. Với không gian phòng bếp ở tầng lửng mình có thể là quan sát xuống khu vực ở dưới tầng trệt rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp căn nhà để di chuyển lên không gian phòng ngủ lầu 1 căn nhà, phòng ngủ master căn nhà. Căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có một cái phòng ngủ master rất là lớn, có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Và lầu 2 thì mình sẽ có hai phòng ngủ mini, và phía trên mình có phòng thờ cũng như sân thượng ở phía trước căn nhà.
Và đây là khu vực cầu thang căn nhà. Căn ta, nhà mình thì khu vực cầu thang đấy, chỉ nhà thiết kế cho mình có hệ thống đèn chiếu sáng để mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện, với tay vịn được làm bằng gỗ cam xe, và lan can thì mình được làm bằng sắt. Cũng như di chuyển vào bên trong không gian phòng ngủ căn nhà thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa được là làm bằng gỗ, mình có những cái mảng ghép tạo những cái điểm nhấn cho cái bộ cửa căn nhà rất là đẹp. Và không gian phòng ngủ phía trước căn nhà mình thì đã được anh chị sắm đầy đủ nội thất, như mình có giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc và ghế làm việc. Phía trước mình có một cái bộ cửa để đi ra cái ban công phía ngoài, để gió và ánh sáng cũng như là hóng mát. Và với không gian phòng ngủ master thì mình sẽ có giường rộng lên đến 2 mét, và có hai bên mình có đôn đế đèn cũng như là bàn trang điểm. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng ngủ master lầu 1 của căn nhà, cũng như là khu vực tủ quần áo của căn nhà mình được các chủ nhà thiết kế rất là rộng, mình sẽ để được rất là nhiều quần áo vào bên trong. Và đặc biệt mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này rất là lớn, được anh chị thiết kế cho mình có hệ thống lavabo bàn cầu và vòi sen tắm, cũng như vách ngăn tắm kính và phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm ở phía bên trong. Một cái nhà vệ sinh được thiết kế rất là rộng, với nhà vệ sinh Pater, và được anh chị ốp gạch đá hoa văn trang trí rất là đẹp, cũng như có đầy đủ nội thất bên trong không gian nhà vệ sinh căn nhà. Và với căn nhà đang có hướng là hướng Nam Tây Nam, thuộc chủ nhà thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và chỉ với giá 7 tỷ 400 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thế nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng Hàng đi xem. Một căn nhà nằm sát bên là công viên làng hoa chợ đêm Hạnh Thông Tây, thuận tiện khách hàng mua ở và về nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Có thể mình ra công viên hàng ngày rất là thuận tiện. Và với khu vực lầu 2 thì mình sẽ có một cái phòng ngủ mini. Bên trong mình cũng có tủ quần áo và có cửa sổ mở ra bên ngoài, thì gió và ánh sáng rất là thoáng. Và với một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài để phục vụ cho khu vực không gian phòng ngủ số 1, số 2 và phòng ngủ số 3 của căn nhà. Mình sẽ có một cái hành lang để đi về phòng ngủ phía trước. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ cam xe chọn lọc rất là đẹp. Sàn nhà mình thì được lót gạch đá hoa văn gỗ, và nội thất bên trong căn nhà được các chủ nhà thiết kế bằng chất liệu gỗ an cường rất là cao cấp. Và mỗi phòng ngủ thì mình đều có máy lạnh tặng kèm, cũng như là mình có những cái bức tranh trang trí cùng đó, hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Quý khách hàng đang xem video hãy đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn luôn cập nhật cho khách hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và chỗ này thì mình có hai căn với hai diện tích đồng giá với nhau, cũng như là diện tích ngang nhau, và đều được các chủ nhà thiết kế một trệt một lửng và ba lầu, và được thiết kế có 3 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh. Khu vực phía bên trên sân thượng thì mình sẽ có một cái phòng thờ bên trong và một cái sân thượng ở phía bên ngoài, một cái hành lang ở bên cạnh để mình có thể vui chơi và hóng mát, cũng như mỗi lần mình lên sân thượng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là khu vực phía bên trên, khu vực ở sân thượng căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, ở giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng trong ngày. Đặc biệt căn nhà mình thì nằm gần với là công viên làng hoa, chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây, rất là thuận tiện để khách hàng mua để ở và mở phòng công ty, cũng như thuận tiện nếu nhà di chuyển về trung tâm thành phố cũng như sân bay. Từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng 10-15 phút và mình về trung tâm thành phố thì tầm cỡ khoảng độ 25 phút. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng những video tiếp theo.